Chương 14: Cỏ dại trong vườn. Tuần tiếp theo, chúng tôi mở một phiên thôi miên riêng tư. Mục đích của tôi là cố gắng để lấy được những câu trả lời mà Phil đã từ chối nói ra trước mặt đám đông. Bởi vì chúng tôi đã dùng phương pháp thang máy trong những phiên thôi miên trước đây và rất có hiệu quả. Nó đã đưa chúng tôi đến nhiều nơi khác nhau. Câu hỏi đầu tiên của tôi ngay khi Phil vào tĩnh lặng là họ có muốn tiếp tục với phương pháp đó hay không? Phương pháp mà Phil cảm thấy thoải mái nhất. Chúng tôi muốn nói với bạn rằng bạn có thể thay đổi phương pháp của bạn bất cứ lúc nào. Bạn không có bị bắt buộc phải sử dụng một phương pháp nhất định nào cả. Chúng tôi chỉ yêu cầu bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng chúng tôi muốn truyền đạt một thông điệp gì đó cho riêng bạn hay cho Phil, hay cho một nhóm người hoặc ngay cả bất cứ cá nhân đặc biệt nào khác. Chúng tôi mong bạn có thể chuẩn bị cho những khả năng này mà không chỉ tập trung vào một quy trình nghiêm ngặt nào. Uyển chuyển là điều hữu ích nhất bởi vì tình huống có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ngay cả ở phía bên chúng tôi cũng có lúc thay đổi. Bằng cách sử dụng phương pháp thang máy, bạn đã được dẫn vào tiền kiếp của Phil, nơi có thể tìm thấy các tài liệu về Phil. Nhưng bạn thấy đó, chúng tôi cũng có thể làm điều tương tự bằng cách lấy các thông tin từ thư viện Akashic. Vâng, lý do chính của tôi đêm này là muốn tìm kiếm những thông tin mà tôi không thể lấy được trong buổi họp mặt vào tuần trước. Thông tin mà các bạn không muốn tiết lộ trước một nhóm đông người. Chúng ta có thể bàn về những điều đó hay không? Chúng tôi yêu cầu bạn hãy nói cho chúng tôi biết những thông tin nào. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nếu bạn thực sự mong muốn có được câu trả lời. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn bị ràng buộc bởi các quy tắc như sau. Chúng tôi không được phép tiết lộ các thông tin có thể làm cho người ta hiểu lầm hay gây ra sự hoảng sợ hoặc gây tổn hại cho bất kỳ người nào đang trên con đường tìm kiếm sự giác ngộ tâm linh cao hơn. Vì vậy, chúng tôi bị hạn chế trong việc truyền tải các tài liệu thông tin và không thể vượt qua những ranh giới và hạn chế đó. Vâng, tôi hiểu điều đó. Tôi chưa bao giờ hỏi các đối tượng của tôi làm bất cứ điều gì họ không thấy thoải mái. Nó không chỉ đơn thuần là không thoải mái, chỉ là nhiều khi có một số thông tin Phil cảm thấy không có gì đe dọa, nhưng nó có thể đe dọa đến tính mạng những người đang lắng nghe. Bởi vậy, vì để tốt cho tất cả, các thông tin sẽ được lựa chọn cẩn thận để bảo đảm chúng sẽ vô hại. Đó là lý do tại sao một số thông tin đã bị lượt qua trong buổi họp lần trước sao? Đúng vậy, chúng tôi muốn nói trước với bạn rằng có thể bạn sẽ không tìm được tất cả các câu trả lời như bạn mong muốn. Có nhiều thông tin sẽ không được tiết lộ cho Phil hay bất cứ ai khác. Chỉ đơn giản như vậy. Có một số kiến thức bị cấm tiết lộ không chỉ ở cấp bậc này mà còn ở nhiều cấp bậc khác nhau. Và một số thông tin rất cực đoan đối với cái nhìn hay quan điểm của con người. Nó giống như là thuốc độc hơn là thuốc trị bệnh. Khi mà người phàm phu chúng ta nghe được những điều nói trên thì chúng ta không thể nào ngăn được sự tò mò muốn biết thêm về nó. Nhưng tôi biết rằng nếu tôi không đồng ý với các quy tắc trò chơi của họ thì tôi sẽ không nhận được gì cả. Dòng chảy thông tin có thể sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn. Vậy thì tôi sẽ nghe theo quyết định của các bạn. Chúng tôi mong muốn bạn làm theo các quy tắc và chúng tôi cũng mong muốn bạn hiểu rằng các phương pháp của chúng tôi không dựa trên trí tuệ của một người bình thường. Được. Tuần trước, Phil đã nhìn thấy ba thuyền viên, những người đến trái đất để lấy mẫu đất và sau đó đi trở về chiếc phi thuyền của họ. Những mẫu này đã được đem đi thí nghiệm để tìm ra loại người hay động vật nào thích hợp sống trên trái đất. Bạn có biết chúng tôi đã thảo luận những gì không? Vâng, chúng tôi biết chứ. Một trong những câu hỏi đầu tiên mà Phil không thể trả lời là khi tôi hỏi anh ấy miêu tả những thuyền viên này. Chúng tôi sẽ nói cho bạn biết, các chúng sinh này tầm vóc hơi lùn và họ mặc quần áo màu sáng bạc bao phủ toàn bộ cơ thể của họ vì bức xạ tia cực tím xuyên qua bầu khí quyển của trái đất. Lúc đó không khí trên trái đất không ổn định và do đó bức xạ xuyên qua bầu khí quyển rất mạnh. Và do đó họ đã mặc những bộ quần áo màu bạc để bảo vệ họ. Còn tính năng vật lý của họ thì sao? Chúng tôi sẽ không nói về điều này.
Lý do là gì? Chúng tôi không có lý do gì, chỉ là đây không phải là lúc được phép tiết lộ. Tôi nghĩ có lẽ nó khó có thể chấp nhận. Bạn đã nói rằng những chúng sinh này vẫn còn đến trái đất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không nói thêm về điều này. Sau khi thức tỉnh, Phil cho biết những gì anh có thể nhớ được là những chúng sinh đó có bề ngoài màu xám. Anh không thể nhớ được bất kỳ đặc điểm gì khác của cơ thể họ. Vậy là Phil cũng đã không được phép nhìn thấy họ. Có vẻ như tôi phải bỏ qua đề tài này rồi. À, Phil cho biết những cây, khoáng chất và đời sống thực vật, những thứ này đã được đem đến từ khi nào? Chúng là hình thái của sự sống cơ bản, đã phát triển tự nhiên thông qua các chất đạm và axit amino trong đại dương nguyên thủy. Quá trình tiến hóa của trái đất đã tạo nên những đời sống loại này. Không phải đời sống động vật và con người cũng đã được hình thành do sự tiến hóa này hay sao? Các lý thuyết tiến hóa nói rằng tất cả mọi thứ được bắt đầu từ những tế bào thực vật đầu tiên này. Đó chỉ là sự suy đoán. Trái đất vào lúc ấy đã sẵn sàng cho đời sống của động vật và đã được gieo trồng trên mặt đất. Hành tinh này được sử dụng có mục đích. Bạn hãy nhìn vào một khu vườn và nghĩ đến sự tương đồng. Trước hết, bạn phải xới đất canh tác, rải phân bón và đợi những cơn mưa đến. Chúng tôi hỏi bạn, sau đó bạn sẽ ngồi đó và chờ đợi cho cây trồng của bạn lớn lên hay sao? Bạn sẽ nghĩ rằng cà chua của bạn sẽ tự động mọc lên trên những luống đất bên này và khoai tây sẽ mọc lên bên luống đất bên kia sao? Tất nhiên là không, vì nó phải được trồng trọt và hướng dẫn. Cần phải có sự thao tác mới đạt được kết quả như mong muốn, để chắc chắn rằng cây trồng của bạn sẽ phát triển theo cách bạn muốn. Cũng giống như thế, hành tinh này giống như là một khu vườn đã sẵn sàng cho việc gieo trồng. Mục đích gieo hạt là để có được cây trồng. Nhưng bạn có nghĩ rằng có một hành tinh nào khác mà đời sống động vật đã tự tiến hóa thành hay không? Rất ít khi xảy ra, bởi vì nếu có thì nó cũng phải được sắp xếp trước. Những trường hợp đời sống động vật đã tự phát triển mà bạn đã nghe nói đến là trong lần Phil đi đến một hành tinh nơi chúng sinh sống trong tòa nhà màu bạc. Nơi đó những chúng sinh tiên tiến sống cùng với những chúng sinh thấp hơn. Những chúng sinh thấp hơn đó là người dân bản địa. Họ hoàn toàn tiến hóa từ tự nhiên. Đây là một ví dụ về một hình thức động vật thuộc về bản địa, tức là họ đã hoàn toàn tiến hóa từ hành tinh đó. Thì ra là vậy. Tôi thắc mắc điều đó có thể xảy ra ở trên trái đất này hay không? Đề tài này chỉ là một sự suy đoán và chúng tôi không có thời gian để ngồi đó và xem liệu điều đó có thể thực hiện được hay không, bởi vì chúng tôi có rất nhiều công việc phải làm. Đây là một đề tài được tranh luận và đó là lý do tại sao tôi muốn có được câu trả lời. Hãy để những người muốn tranh luận tiếp tục tranh luận. Cuối cùng tất cả cũng sẽ đi đến kết luận là không có câu trả lời. Chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi chưa bao giờ ngồi ở một chỗ để xem những gì sẽ xảy ra. Như tôi đã nói, có rất nhiều việc cần phải làm và chúng tôi đang làm việc, không phải ngồi yên. Được, tuần trước có một đề tài chưa thảo luận xong. Chúng tôi đã nói về khu vườn và đời sống bắt đầu phát triển. Sau đó những người gieo trồng đời sống đã trở lại thường xuyên để giám sát. Khu vườn chưa bao giờ bị bỏ rơi. Nó luôn luôn được liên tục theo dõi về phương diện tâm linh. Từ lần đầu tiên đời sống xuất hiện trên trái đất thì đã có một nền văn minh tâm linh xung quanh hành tinh này ở nhiều hình thức khác nhau và có chức năng khác nhau. Cũng giống như thế giới vật chất, thế giới tinh thần cũng có các chính phủ với nhiều cấp bậc khác nhau. Những chúng sinh đã gieo hạt giống trên trái đất, họ có còn ở đây để chăm sóc khu vườn này hay không? Họ thỉnh thoảng vẫn đến, nhưng như đã được đề cập đến trước đó, hành tinh này nằm ở một nơi hẻo lánh. Họ không có lý do gì để ở lại đây. Quá trình phát triển của loài người cũng quá chậm, không cần phải liên tục chú ý đến họ. Lần trước bạn cho biết rằng có một cái gì đó đã xảy ra để làm sự thí nghiệm đi chệch đường. Có một sự can thiệp của một cái gì đó sao? Đúng vậy, chúng tôi sẽ giải thích về nó như thế này. Một thiên thạch từ một phần khác của vũ trụ rơi xuống trái đất và chạm với trái đất. Thiên thạch đó đã mang theo một loại virus có tính chất làm biến dạng hay phá hủy, và virus đã tăng trưởng vô cùng tốt trong môi trường này.
virus đã xâm nhập vào các đời sống đang phát triển trên trái đất, giống như những hạt cỏ dại bị gió thổi vào trong khu vườn và cắm rễ vào đất, và người nông dân không thể nào tiêu diệt chúng hoàn toàn. Tình hình này vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay, và chúng tôi sẽ không nói thêm về nó nữa, bởi vì chúng tôi không được phép tiết lộ vào thời điểm này. Thật không công bằng khi họ đong đưa một món ăn thật thơm ngon trước mặt chúng ta và sau đó đột ngột cướp nó đi. Họ đã thành công khơi dậy sự tò mò của tôi và sau đó nói rằng đề tài đó đã chạm đến giới hạn. Tôi chỉ thắc mắc là có những thay đổi gì đã xảy ra. Chúng tôi không được phép nói chuyện này bởi vì sẽ gây ra nhiều xung đột và nhầm lẫn. Đó là những gì chúng tôi có thể nói và thừa nhận sự thật rằng có những cỏ dại trong vườn. Vậy thì những virus này đã trộn lẫn với những hạt giống tốt và đã sản xuất ra một giống cây khác, giống như tình trạng lai căng, đại khái là như vậy có đúng hay không? Chúng tôi yêu cầu bạn đừng nghĩ về phương diện bản tánh của con người. Luôn luôn có người tốt và người xấu. Đây không phải phương diện chúng tôi muốn bày tỏ. Điều này cũng không liên quan đến giống người nào trên trái đất. Chúng tôi muốn nói đến mặt di truyền. Có dại đã nằm trong món ăn mà tất cả chúng sinh trên hành tinh này hấp thụ. Đó cũng là ý của tôi khi nói đến lai giống. Lai giống là trường hợp một loại thực vật bị thay đổi bản chất nguyên thủy của nó. Khái niệm về lai giống trên trái đất là một sự thay đổi giống bằng cách liên tục tác động đến nó để đạt được kết quả mong muốn. Những gì tôi nói không phải là như vậy. Giải thích chính xác nhất cho sự kiện này đơn giản chỉ là có dại trong vườn. Con người đã nghĩ gì khi điều này xảy ra? Có rất nhiều nỗi buồn và sự rối rắm, bởi vì những điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây và họ chưa bao giờ nhận thức những điều đó. Cảm xúc của họ ngày càng trở nên buồn khổ và chán nản. Và khi khu vườn của một người đột nhiên hư hại, hãy tưởng tượng người làm vườn sẽ có cảm giác như thế nào. Nói một cách khác, nó đã làm thay đổi cấu trúc gen. Đúng vậy, trước thời điểm đó, khu vườn ở trong hoàn cảnh hoàn hảo và nguyên sơ. Khu vườn vào thời gian đó rất tinh khiết và rất sạch sẽ, và nó đã được dự kiến sẽ giữ nguyên như vậy vĩnh viễn. Khu vườn có hy vọng rất cao rằng mọi thứ sẽ rất thuận lợi. Nhưng sau đó, bởi sự xâm nhập từ bên ngoài, hy vọng đã bị giảm xuống đến mức chỉ đành sử dụng những gì còn có thể sử dụng được mà thôi. Không có cách nào để thay đổi điều này hoặc ngăn chặn nó hay sao? Đúng vậy, không thể nào đảo ngược lại kết quả được. Tôi đang suy nghĩ về việc các nhà khoa học ngày nay đang tiến hành thử nghiệm di truyền. Một lần nữa, chúng tôi muốn nói với bạn rằng đó không phải là những gì chúng tôi đang nói. Về việc xâm nhập, chúng muốn tham khảo ý kiến ai đó về điều này. Chúng tôi có cảm giác rằng thông tin này không nên được tiết lộ vì sợ rằng nó sẽ được truyền đạt ra ngoài theo cách hiểu lầm. Tôi hầu như có thể tưởng tượng một nhóm người của họ tụ lại với nhau để thảo luận về vấn đề này. Bởi vì vậy cho nên tôi có nhiệm vụ là cố gắng đảm bảo các thông tin được hiểu một cách đúng đắn. Đúng vậy, chúng tôi yêu cầu bạn nhìn nó theo cách này. Có một sự thay đổi đột ngột. Lẽ ra họ đã từ chối nói thêm về chủ đề này, nhưng bây giờ họ dường như đã quyết định làm sáng tỏ nó. Các cây trồng không phải là cỏ dại. Cỏ dại ở trong đất. Cỏ dại không phải là thực vật giống như các loại cây trồng mà là đất xấu. Chúng tôi muốn thay đổi chữ cỏ dại thành đất xấu. Bạn hãy nghĩ, sự xâm nhập này là một loại đất xấu đã bị ném từ bên ngoài. Sở dĩ chúng tôi dùng chữ cỏ dại trước đây là vì một số chúng sinh trên hành tinh này đã bị sa ngã và tính cách của họ bị xuống cấp. Điều này làm cho mọi người thay đổi cách nhìn đối với nhau. Ví dụ như giữa các chủng tộc hay các tôn giáo khác nhau, hoặc bất cứ thành kiến gì của họ. Vì vậy, họ xem bản thân như cỏ dại, và điều này đã khuyến khích chúng tôi mong muốn chữa lành cho họ. Ý nghĩa của chữ thành kiến này không phải là cách mà tôi hiểu về nó, nhưng tôi có thể tưởng tượng được một ai khác sẽ diễn giải từ đó theo cách như bạn đã nói. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải rất cẩn thận. Chúng tôi không chỉ phải đảm bảo bạn và Phil, mà còn những người dân ngoài xã hội hiểu một cách đúng đắn thông tin được truyền đạt. Nếu thông tin này được đính kèm trong tài liệu của bạn, thì chúng ta phải xem xét đến việc người dân sẽ hiểu nó như thế nào. Đó là lý do tại sao có rất nhiều thông tin không được phép tiết lộ,
bởi vì nó có thể sẽ được hiểu theo cách sai lầm. Trở lại đề tài chúng ta đang nói đến, họ đã trở lại và phát hiện ra rằng giống loài đã ít nhiều bị ô nhiễm. Tôi dùng từ như vậy có thích hợp hay không? Không phải giống loài, gọi là các hình thái của đời sống sao? Không đúng, chính bản thân đất đã bị ô nhiễm. Hành tinh này đã vô tình bị trao cho một số gen là chất liệu di truyền để gây ra sự hủy hoại các chức năng của cơ thể. Và như thế, mầm bệnh đã xâm nhập hành tinh này. Nói vậy, trước khi bị ô nhiễm thì hành tinh này không có bệnh. Đúng vậy, sự thật thì đây là nguồn gốc của căn bệnh. Chúng tôi cần phải có một sự đồng thuận về các thuật ngữ thích hợp có thể sử dụng ở đây. Chúng tôi đôi khi phải tham khảo các chuyên gia, những người đã quen thuộc với sự nhận thức của loài người trên trái đất. Và nhờ vậy, bây giờ chúng tôi có thể nói chuyện với bạn về những gì mà bạn gọi là bệnh tật. Ban đầu, kế hoạch được đặt ra là sẽ không có bệnh tật. Mọi chúng sinh sẽ có cái chết tự nhiên, sẽ không có những bệnh gây ra đau đớn và đau khổ như vậy. Lời giải thích trên làm cho tôi hiểu được dễ dàng hơn, và vì vậy mà bạn đã gọi chúng là có dại. Đúng vậy, đây là lý do tại sao chúng tôi đã lo lắng về cách trình bày về nó và lo lắng mọi người hiểu về nó như thế nào. Tôi nghĩ là virus này có thể gây ra biến dạng cho cơ thể con người. Chúng tôi cũng muốn nói bệnh này có thể gây biến dạng cho cơ thể con người. Điều này không có gì phải nghi ngờ, nhưng đây không phải là lý do duy nhất. Nói vậy, đây là nguồn gốc của tất cả các bệnh của con người. Chỉ vì một thiên thạch mà đã ô nhiễm đất đai của hành tinh này sao? Hầu như là như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi không thể nói đó là toàn bộ lý do. Bởi vì một số bệnh được gây ra bởi con người, bởi sự thiếu hiểu biết về việc sử dụng các yếu tố tự nhiên. Nhưng hầu hết các bệnh tật đều có nguồn gốc từ thiên thạch này. Chúng tôi gặp trở ngại trong việc sử dụng từ ngữ thế gian để truyền đạt kiến thức này. Hãy hiểu rằng không có từ ngữ tương đương để nói về chứng bệnh mà thiên thạch đã mang đến trái đất. Nơi xuất xứ của mầm bệnh này thì nó không được xem là bệnh. Vấn đề chỉ là nó đến từ một hệ thống không thích hợp với hệ thống trên hành tinh này. Vâng, tôi có thể hiểu điều đó. Nhưng nếu mọi thứ trở nên bị hỏng đi, bị đi trật đường trầy, thì tại sao không phá hủy tất cả đi và bắt đầu lại từ đầu? Tại sao phải ném đi tất cả? Nhiều thứ đã được hoàn thành rồi, như bạn có thể nhìn thấy đấy. Căn bệnh này đã không phá hủy nền văn minh của bạn hoàn toàn, mà chỉ là một cái gai trong mắt. Đời sống trên trái đất đã phát triển bao xa khi điều này được phát hiện? Nó vẫn còn trong giai đoạn là hạt giống, cho nên những kẻ xâm lược có chút khó khăn trong việc tìm kiếm một chỗ đứng. Không có sự kháng cự lại với mầm bệnh vào lúc đó. Khi nó được phát hiện thì nó đã lan rộng đến một mức độ lớn và không thể kiểm soát được. Họ đã phát triển đến đâu khi nó được phát hiện? Như chúng tôi đã nói, họ vẫn còn đang trong giai đoạn cây con. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng họ còn là cây con. Quá trình gieo hạt đã được hoàn thành và họ đã nảy mầm. Vì vậy, họ đã dễ bị nhiễm bệnh và không có khả năng phòng thủ. Vào lúc đó thì những chúng sinh gieo giống đã trở lại và phát hiện ra nó sao? Đúng vậy, họ đã trở lại và tìm thấy cỏ dại trong vườn. Bây giờ bạn có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cỏ dại không? Họ dường như cảm thấy nhẹ nhõm khi mà họ cuối cùng cũng có thể truyền đạt các thông tin một cách chính xác. Tôi có thể thông cảm với khó khăn của họ, bởi họ không quen thuộc với ngôn ngữ phức tạp của con người. Dường như là họ bị bắt buộc phải tìm kiếm từ ngữ cho đến khi họ tìm thấy các cụm từ và thuật ngữ chính xác để minh họa bất cứ những gì họ muốn truyền đạt. Những chi tiết này có vẻ như không quan trọng đối với loài người. Và vậy mà tôi nhận ra rằng đây là một dấu hiệu cho thấy rằng trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với một lực lượng thức tỉnh thật sự. À, tôi nghĩ có lẽ họ đã phát triển đến trạng thái con người. Điều này không đúng, bởi vì lúc họ tiến hóa thành con người thì đã mang bệnh trong người rồi. Khi mầm bệnh được phát hiện, một cuộc họp đã được mở ra trong khu vực. Vị lãnh đạo của vũ trụ này đã tổ chức một cuộc họp để xác định mức độ xâm nhập của mầm bệnh và tìm phương pháp để giải quyết. Kết quả được xác định rằng sự phá hủy đã đi đến mức độ không thể dùng các biện pháp đặc biệt nào để có thể làm giảm bớt tình trạng này. Bởi vì làm như vậy
sẽ giết chết đời sống đang bắt đầu nảy nở trên hành tinh này. Vì vậy, họ đã quyết định cho phép đời sống tiếp tục phát triển, nhưng cố gắng tìm cách đền bù vào đó. Do đó, có những tia plasma và tính chất di truyền dùng để kéo dài tuổi thọ và siêu kháng với bệnh đã được phép tiêm vào cho loài người. Sau khi nghe bạn nói về điều này, bỗng dưng tôi nghĩ đến một việc là những điều này có liên quan gì đến những câu chuyện về vườn địa đàng vào lúc ban sơ hay không? Nó có liên hệ gì đến câu chuyện trong Kinh Thánh không? Khu vườn địa đàng ban đầu đã được coi là một nơi hoàn hảo. Chúng tôi hiểu bạn đang nói gì. Chúng tôi đang trao đổi ý kiến với nhau. Chúng tôi quyết định tạm thời không bình luận về điều đó vào lúc này, bởi chúng tôi không có sự đồng thuận về mối tương quan giữa chúng. Ở một khía cạnh thì chúng có một mối tương quan, nhưng về mặt khác thì câu chuyện địa đàng và những gì chúng tôi kể trên không có mối quan hệ với nhau. Vì vậy, nếu chúng tôi có trình bày về nó, thì sẽ phải phân tích chi tiết nào có tương quan và chi tiết nào không tương quan một cách thật rõ ràng. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong câu chuyện của Kinh Thánh có nói về một khu vực địa lý được gọi là vườn địa đàng. Điều này là có thật, nhưng hầu hết các tình tiết khác trong câu chuyện chỉ là truyền thuyết mà không phải là sự thật. Câu chuyện là truyền thuyết nhưng dựa trên một sự cố có thật. Tôi tin rằng truyền thuyết thường bắt nguồn từ một sự thật ở đâu đó. Đúng, thường thì nó là sự tưởng nhớ đến một sự thật nào đó. Bạn có nói về một khu vực địa lý nào đó, vườn địa đàng, đây có phải là nơi họ bắt đầu gieo các hạt giống hay không? Điều đó không đúng. Hạt giống đã được gieo ở nhiều nơi trên trái đất, không phải chỉ có một chỗ trên hành tinh. Và sau đó thì họ đã tản ra từ những nơi này. Điều này khác với những gì Kinh Thánh đã nói. Đúng vậy, chúng tôi mong bạn hiểu sự thận trọng của chúng tôi khi trình bày những ý tưởng mà nó đi ngược lại với niềm tin đã được chấp nhận trên hành tinh này. Chúng tôi không muốn tạo ra sự bất đồng, xung đột hay chiến tranh giữa các nhóm người tin vào Kinh Thánh và những người có tư duy mới mẻ. Chúng tôi không có ý định thúc đẩy xung đột và bất đồng. Mục đích của chúng tôi đơn giản chỉ là từ từ đánh thức nhân loại. Tất cả các kiến thức có thể được tiết lộ cùng một lúc, nhưng điều này sẽ không giúp ích được gì. Vì vậy, các thông tin phải được truyền đạt dần dần thì mới đạt được sự giác ngộ. Tôi biết sẽ có người phản đối, nhưng theo tôi thì phiên bản của bạn có thể có một số chi tiết liên quan đến truyền thuyết trong Kinh Thánh. Nó là một huyền thoại, cho nên không nên nghĩ rằng nó là một câu chuyện thật. Câu chuyện trong Kinh Thánh rất thú vị, nhưng chúng tôi đã chỉ ra rằng nó rất lỏng lẻo và chỉ dựa trên một phần rất nhỏ của sự thật mà thôi. Bạn có muốn nói thêm về điều đó không? Không phải lúc này, như chúng tôi đã nói, chúng tôi không có sự đồng thuận, và tất cả chúng tôi phải đồng thuận mới có thể truyền đạt thông tin này đến bạn. Đó là một phần nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi là một hội đồng có 12 người, và mỗi người đều có một sở trường chuyên môn của mình, và mỗi người đại diện cho một lĩnh vực kiến thức khác nhau trong việc đối phó với những kinh nghiệm của loài người và của các cõi cao hơn. Chúng tôi đại diện cho những lợi ích đa dạng khác nhau. Vì vậy, khi tất cả đều đồng thuận thì không có ai sẽ là kẻ thất bại. Tất cả đều là người chiến thắng, nghĩa là tất quan điểm của mọi người đều được chấp nhận. Rất khó khăn để được tất cả 12 người đồng ý về điều đó hay sao? Ở đây mọi người rất hòa thuận, không có sự bướng bỉnh như thường xảy ra trên hành tinh của bạn. Chỉ là nhiều người có quan điểm khác nhau, và những quan điểm khác nhau sẽ đòi hỏi phải có một sự đồng thuận. Có nhiều lúc phát sinh tình huống không có sự đồng thuận, và nếu tình huống đó xảy ra thì chủ đề sẽ được bỏ qua hoàn toàn. Hết chương 14.